Ngôi nhà tiếc, mọi người biết nhiêu tiền không? 799.000. Rồi rồi, bản kia xong rồi nha mọi người. Bây giờ là mình sẽ bấm vô màn hình này, coi thử là có cái gì khác biệt trong cái bản cập nhật lần này không nha. Hồi bữa qua là mình coi là có cái băng những cái ngôi nhà mới cực kỳ là đẹp luôn. Bây giờ để xem thử. Đây, nhân vật của mình đã rớt xuống đảo cây dây rồi. Nhận phần thưởng ít thai. Wow, 300 tiền sao, nhưng mà thôi bỏ qua cái này không quan trọng. Nhận cái bản đính danh luôn. Ừ, hình như là một cái quả trứng sushi. Ừ, mình bị nhận trễ một ngày á mọi người, tắt nè. Rồi nó sai rồi. Rồi xong xong tới. Ý, Winnie, em thấy là có cái con nhân vật gì không? Có con nhân vật xong rồi có cái đặc biệt hơn nữa anh nhìn này nha. Kìa, ui, cái mập mê ghê luôn đó. Ồ, bự không? Bự. Trời ơi. Hết rồi. À, vậy là chúng ta sẽ có NPC tiểu bang phía bên bờ la da mọi người. Ủa, thôi thôi, bấm quay đi, cái này thì không cần đọc chi tiết lắm. Winnie đâu, đi lên anh Winnie ơi. Ok, anh đi qua liền. Đâu, tiểu băng kìa. Từ từ nha mọi người, bây giờ mình sẽ bấm vô bên phía sự kiện nè, coi thử là có cái gì không. Hãy sử dụng mồi dành riêng cho cái băng. Ủa, vậy là mình có mồi riêng cho cái băng luôn này. Đâu, xíu nữa mình ra mình test thử nha. Lát nữa là mình với này sẽ ra test thử. Bây giờ mình sẽ coi thử là hộp quà của nó đi. Hộp 1 là chúng ta sẽ có ý su bingo anh này. Ồ, vậy là giống với bingo hôm bữa. Với lại là mồi hô tiết nữa kìa. Còn hộp thứ hai là chúng ta quẳng là su. Hộp thứ ba là một thuyền câu cá sông băng trôi nổi anh này. Gì đỉnh vậy trời. Chưa vô cửa hàng chưa hết hồn liền nè. Cửa hàng hả? Ừ. Ủa trời, ngôi nhà tiếc, mọi người biết nhiêu tiền không? 899.000. Chịu rồi. Với lại là gối nội thất cắm trại nữa kìa, 229.000. Trời ơi, mua hết cái đống này là hơi bị nghèo luôn á. 3 tháng ăn mì. Oh no, 3 tháng ăn mì sao? Ủa, anh thấy là hộp bono nó có cái gói gì nữa kìa này. Gói mới. Nó có là khí cầu bono nữa kìa. Bây giờ là mình sẽ xuống hộp bốc thăm nha, coi thử là có hộp mới không. Ờ, bốc thăm ở trên chứ. Ủa, bốc thăm sao anh không thấy hộp nào mới hết vậy? Vậy là không có hộp mới. Rồi, vậy là hộp bốc thăm không có hộp mới rồi mọi người ơi. Rồi bây giờ là anh với Uni là sẽ quay chỗ xưởng chế tác coi thử là có gì mới không nha. Ok. Em nghĩ là bên đó có gì mới không? Không, em nghĩ là chưa có đâu. Ừ, tại ở trong cái bản cập nhật nó không ghi là trong xưởng chế tác có gì hết mọi người. Bây giờ mình sẽ bấm vô thử đi. Ý, có Winnie. Nó có luôn kìa. Nhưng mà mấy cái này là mình nghĩ là nó cũng không có đẹp lắm đâu mọi người. Với lại là phí chế tạo là bằng thổ hoàng nữa, nên là hiếm khi mấy bạn bỏ thổ hoàng ra mấy bạn chế tạo lắm. Wow, nhưng mà nó cũng xịn mà, nó là hai mùa VIP luôn á anh. Biết rồi, hai mùa VIP nhưng mà thổ hoàng nó mắc lắm Winnie. Thường thường là sau khi cập nhật xong mà chúng ta sẽ vô xem thử là hoàng bảo trì có cái gì nha. Một hộp bắp thăm may mắn kìa Winnie. Mở thử là có 77 viên không? Trời ơi, anh mở được 13 viên. Winnie mở được có 6 viên à. Trời ơi, Winnie xu kỳ này hơn anh luôn. Bây giờ mình chạy qua mình làm nhiệm vụ NPC tiểu băng đi, coi thử là có gì không. Tiểu băng ở đâu vậy? Này phía bên đây nè Winnie. Ủa? Thắc mắc gì về cái băng? Ủa, vậy là mình đi câu cái băng à? Trong liều tiết IO, bạn có thể bắt được những con cá băng sống ở nước ngọt. Ở nước ngọt hả? Vậy là mình phải mua cái lều đó mình mới câu được những con cá băng mà kiểu như là trong thác nước đồ này kia. Ê, Winnie, anh thấy cái hòn đảo ngồi kia kìa. Đâu? Đây, ngồi biển có hòn đảo nè. Ui. Ê, nó có mấy hòn đảo lục bèo bốn hòn luôn kìa. Ui. Đi Winnie, đi ra lấy thuyền chở đi nè. Đi. Ủa, tính ra là Nó gần luôn á. Cái này là những tảng băng trôi. Đúng rồi, những tảng băng trôi. Ý, nó trơn nha Winnie. Nó trượt. Ờ, nó trượt nè, con này. Ý. Ờ, chịu, con này Winnie. Ý. Đó. Bây giờ là mình sẽ đứng đây mình câu thử một con cá đi, câu thử là cái tỷ lệ phần trăm của nó ra cái băng có cao không. Câu thử đi Winnie. Hình như là nó không có tía hay sao á nè, nhìn nè. Đó, à, đó, không tía. Ờ, tía nha. Lên nè. Cái gì đây? Rồi xong, kéo quên. Wow. Cái mới đó. Hình như là hồi nãy là... Ê, đúng rồi Winnie. Em phải vô phần thường miễn phí em nhận cái mồi câu kép ăn cơ. Ủa, đây là cái xu mẹ. À, ủa, nhưng mà cái xu sự kiện này giống như là cái hộp slam lần trước á anh nhớ không? Cái bingo đúng không? Chú, hộp băng nông cứng. Nè. Ui, em mở thử yêu này có cái gì trọng không? Từ đi mở. Có 7 cái xu băng. Em câu bông mấy vậy? Ủa thì câu bóng 3. Ui, bóng 3 mà có cái hộp đó à. Đau, để câu thử coi mấy bóng cái có không. Lên nè, cái gì đây? Trời, sao anh toàn kéo quân với kéo bò kẹp không vậy? Hiếm lắm đấy. Bây giờ là mình sẽ vô mình nhận cái xu đây rồi mình mở thử là cái kia cho mấy bạn xem thử nha. Ờ, mình không biết là cái xu này để mở bingo là được cái gì không nữa. Hồi nãy là mình chưa có cái xu bingo đó. Từ từ, để mình nhận hết cái đống này hả. Rồi bây giờ là mình sẽ vô sự kiện nha. Mình bấm vào phía bên chỗ
chỗ này nè mọi người. Ý, cái này là được bộ đồ của Nì. Ủa, Nì nghĩ là nó cũng sẽ giống như đợt trước là có bộ đồ, có khi có kim cương nữa. Ui, số 20. Úi, được qua 5 năm cái màu cái thu kìa. Wow, xịn vậy. Ủa, Nì là số 5, 100 số tiền 2. Sao? Ừ, số 21, 100 tiền sao. Chịu rồi. Số 12, ủa, được cái quặng vàng luôn thôi, tôi cũng chịu rồi. Ủa Nì ơi, ngồi câu cá đây là chúng ta còn quét chờ bản tên luôn nè Ủa Nì. Wow, cập nhật bản tên mới hả? Ừ, nó có một đống luôn, cổ đông rồi, cái gì boss ste gì nữa kìa, giọng ke chính nữa, ý, có thần tượng nữa. Ui, trời ơi, Ủa Nì nhận được bản tên thần tượng nè. Ủa Nì không biết luôn, tự nhiên hôm nay Ủa Nì nhận được luôn nè. Đâu? Nè. Ủa này đeo cho ủa sao này có bản tên thần tượng hay vậy? Không biết nữa. Oh no. Anh bấm vô thử bản tên coi anh có chưa? Anh chưa có, anh đang nó ghi là chưa nhận được của Nì. Ủa cái đó làm sao để nhận được ta? Có luật sư với lại công tố viên nữa kìa, phi hành gia nữa, tiếp viên hàng không là anh nghi ngờ lắm nha. Có thể là mình đi là một mình đi qua nước khác là mình sẽ nhận được á. Đâu mình đi thử hay? Ừ, mình đi thử đi. Đi Mỹ. Trong cái bản cập nhật lần này quá trời là bản tên luôn. Bây giờ là mình về phố Âu hoặc phố Mỹ thử nha. Ok. Đi phố Âu đi của Nì. Phố Âu à? Ừ, phố Âu đi. Oh wow, cái này là anh đúng mà thôi Âu Nì, anh không biết là nó có hay không. Hình như là không có rồi. Không có hả? Ừ, không có, Ủa Nì không thấy. Ừ, anh cũng không thấy luôn. Kiểu ơi. Này là mình đóng mờ nha mọi người. Chứ mình là cũng không biết nữa. Hình như là mình đóng mập nhiều lần là mình sẽ được cái gì á. Cái phi công. Đóng mập, nhập cảnh. Vậy là mình đóng nhiều rồi. Tôi sẽ xây dựng ngôi nhà mơ ước. Công tố viên là hãy mua anh này. Công tố viên là mình bỏ 30 kim cương ra mình mua. Vua tiết kiệm này, tầm quan trọng của việc tiết kiệm. Tránh án là gì vậy trời? Đúng hay sai là do tôi quyết định ghê vậy. Có mấy cái bản tên mày ẩn nữa nè mọi người. Chấm hỏi là mình không biết là cái này là nhiệm vụ ẩn rồi. Với lại là có cái mới trong cái xưởng chế tác này là mọi người hãy bấm xuống ba lô này. Là chúng ta sẽ có là cái gì đây? Cái mồi câu kim nha mọi người. Tăng 50% sẽ xuất hiện cái băng. Đó. Bây giờ là mình sẽ nhận hết cái đống này. Cái sự kiện mùa trước đây mình sẽ chế tạo thử là mồi câu mình ra. Mình câu thử là 50% sẽ xuất cái băng nó có ra thiệt hay không. Để mình nhận hết cái đống này để mọi người. Hôm bữa là mình chế tạo mà mình quên nhận. Mấy cái này mình chế tạo xong mình hay quên lắm cơ. Đây 10 cây kim. Có 5 phút rồi hả? Nhận luôn. Thêm 10 cây nữa đi cho 20 mồi câu. Ủa này đâu? Cái này nè, em này đang chế tạo. Đây anh chế tạo xong rồi nè. Hồi nãy em câu cần si Marisu đúng không? Đúng. Rồi bây giờ là mình sẽ lấy cái cần câu đó ra luôn. Sau đó là mình sẽ bỏ mồi câu kim vô. Đấy, 20 cái. Đi Ủa này, ra lại chỗ cũ nha. Ok. Không biết là bên khu nghỉ dưỡng nó có những cái tảng băng này không ta? Không lẽ nó bị bỏ rơi nữa hả? Khi là khu nghỉ dưỡng bị bỏ rơi nữa mọi người. Bây giờ mình sẽ đứng lại chỗ cũ mình câu nha. Đấy, quăng xuống. Ủa sao Nì thấy anh đang đứng trên cái xe vậy? Ủa chiếc xe gì anh đang đứng ở trên tảng băng mẹ. Nì thấy anh đang bay vòng vòng. Hồi nãy là em câu là cái bóng 2 với lại cái bóng B là có cái hộp băng đúng không? Đúng. Ê! Ủa cái gì băng? Oh no. Gì vậy? Cái gì băng? Ủa cái mới. Cái gì băng nè? Đỉnh gì trời. Em bỏ mồi câu vô chưa? Ừ quên em chưa bỏ. Thấy chưa anh biết mà. Bỏ mồi câu vô đi. Nó tăng này 50% sẽ xích cái băng lợn. Nhưng mà anh không hiểu sao em lại có cái bản tên thần tượng ta. Tự nhiên em vô cái nó cho em nhận luôn á. Vậy là em idol nổi hơn anh sao? Oh no. Ui ui. Cái bóng bốn thục nè. Ê không giỡn nha, bóng 4 thục một cái là mấy bạn đây ngồi cười cho mà coi. Không có cười đâu, anh cũng biết là câu ké nha, anh chơi game được gần 3 năm rồi á. Ghê vậy, bớt giỡn đi nha, ngon nhấp đi. Thì ra sao nhấp lâu dữ vậy? Đây nè, hụt đi hụt hả, lên cái băng. Oh no, ké thương. Oh no. Oh no. Gì vậy? Cần thủ biểu băng nhất định sẽ bắt được. Ủa anh mới hoàn thành cái nhiệm vụ gì á Ủa này? Câu được cá băng hả ta? Anh không biết. Nhưng mà anh mới hoàn thành cái nhiệm vụ gì á? Để mà vô mình xem thử. Mới nhận được gì vậy? Anh không biết. Bên đây nữa nè. Ủa này có được cá heo băng rồi. Đâu? Đi. Ủa anh con cá hồi nãy em cũng mới câu được con cá. Lên. Ui Ủa này được cái hộp đầu tiên. Ui cái hộp này Ủa này. Ui mở cái hộp băng. Mở thử được bao nhiêu xu? Mở. 7 xu thôi đúng rồi, chịu rồi. Đúng luôn. Ừ. Thì ngồi đây bây giờ là mình sẽ vô mình thử mình xem thử là có cái gì mới không nha. À, nó có cái kiếm mà ở trong mình chơi cái kia kìa mọi người. Với lại là những cái băng đô. Ê tính ra ở trong đây là không có cái gì ngon luôn này, toàn đồ cũ à. Nó này ra đồ vàng nhưng mà đồ vàng cũ thôi mà nó không có đồ mới. Để Ủa này cho Ủa này một trái tim. Đó. Thì nói chung là clip của ngày hôm nay là mình sẽ vô mình trải nghiệm thử nha. Thì clip sau á là mọi người cũng biết rồi, là mình sẽ vô mình mua cái nhà lều tuyết này cho mấy bạn xem nha. Đây đó, lát nữa là mình sẽ mua rồi mình sẽ lên clip review cho mấy bạn xem thử luôn, là cái ngôi nhà này thật sự là có đáng 900.000 đồng. Yeah. Thì clip sau là mình sẽ vô mình kiếm cái gì đó mình tạo mini game cho mấy bạn luôn. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Nhớ là chờ clip tour review nhà mới nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.
không?